Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Việt Sử Toàn Thư. Quý vị thân mến, Thủ tướng Phạm Minh Chính từng khiến thế giới ngưỡng mộ về hình ảnh người đứng đầu chính phủ Việt Nam với tầm nhìn tư duy của Thủ tướng và cả tinh thần dân tộc anh hùng kiên cường của người Việt Nam trong đó. Trong chuyến thăm châu Âu lần thứ hai của mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp tục ghi dấu ấn sâu đậm với lãnh đạo và doanh nghiệp phương Tây khi tiết lộ tâm niệm đặc biệt của ông, đồng thời đã đạt được những kết quả ấn tượng góp phần nâng cao hơn nữa hình ảnh, vị thế và uy tín của Việt Nam với thế giới. Sau chuyến công tác này, thật bất ngờ khi các lãnh đạo châu Âu lại phát biểu điều này về Thủ tướng Phạm Minh Chính, khiến cả thế giới ngỡ ngàng. Rốt cuộc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nói gì trong chuyến công tác châu Âu mới đây? Các lãnh đạo châu Âu đã phản ứng ra sao về người đứng đầu chính phủ Việt Nam? Quý vị hãy cùng theo dõi ngay sau đây nhé! Chúng tôi là một nước đang phát triển, trải qua 100 năm phát triển. Nhưng chúng tôi cam kết ngang bằng với các nước phát triển, thì các ông phải đối xử với chúng tôi công bằng. Và công lý chúng ta cần bình đẳng hợp tác để cùng làm, nhưng phải có chiếu cố để các cơ chế chính sách để ủng hộ chúng tôi. Đó là tinh thần của Thủ tướng Phạm Minh Chính khi phát biểu vào giữa năm 2022 tại nước Mỹ. Cũng mang theo tinh thần đó, trong chuyến thăm châu Âu lần 2 của mình, Thủ tướng cũng đã có những chia sẻ khiến lãnh đạo các nước ấn tượng. Tôi rất mong các nhà đầu tư Hà Lan thấu hiểu chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam. Từ đó, rút kinh nghiệm từ các dự án đã triển khai. Điều chỉnh những vấn đề cần thiết. Đầu tư thì có lúc lỗ, có lúc lãi, nhưng về tổng thể có lãi là được. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với các bạn những lúc khó khăn, cùng tháo gỡ những vướng mắc, tạo thuận lợi nhất về thủ tục hành chính, môi trường đầu tư. Nếu chúng ta thiện chí và quyết tâm thì việc gì cũng có thể giải quyết được. Trên cơ sở hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân, Thủ tướng nói, đúng là sự chân thành có sức mạnh lớn lao không thể đo lường, bởi gần như sau khi nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, các chính trị gia Hà Lan và lãnh đạo doanh nghiệp nước này đều sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên tinh thần càng hợp tác càng có kinh nghiệm, miễn là trên nguyên tắc lợi ích, hài hòa rủi ro, chia sẻ lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp, nhà nước. Rốt cuộc, các lãnh đạo châu Âu đã nói gì sau chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính? Các lãnh đạo cấp cao của ba nước Luxembourg, Hà Lan, Bỉ đã chào đón Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức bằng sự đón tiếp trọng thị và những tình cảm nồng ấm, chân tình nhất trong những ngày đông giá rét ở châu Âu. Một trong những điểm chung nổi bật trong quan hệ của Việt Nam với Luxembourg, Hà Lan và Bỉ là hai bên sẽ kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao vào năm 2023. Và ba nước đều là những đối tác hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu về thương mại và đầu tư. Nhưng trước hết, khi đặt chân tới châu Âu, những chia sẻ hành động của người đứng đầu chính phủ Việt Nam đã làm cho kiều bào xa quê ấm lòng giữa một châu Âu lạnh giá. Thủ tướng nói rằng, Đảng, Nhà nước ta không có mục tiêu nào khác là giữ vững độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, lo cho nhân dân sống trong tự do, ấm no, hạnh phúc, ở trong nước thế nào thì ở nước ngoài cũng vậy. Là người con xa quê, khi nghe câu nói này, hẳn thổn thức trong tim, thêm tin tưởng vào đất nước, thêm yêu thương, tự thấy vai trò trách nhiệm của mình được ghi nhận và thêm tự hào khi đất nước đang từng ngày thay da đổi thịt. Không chỉ khiến kiều bào xúc động với chia sẻ chân thành, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã khiến nhiều doanh nghiệp châu Âu phải bất ngờ về hình ảnh một Việt Nam mới. Một Việt Nam bình đẳng và tự tin với toàn cầu, một Việt Nam mở cửa và sẵn sàng tạo ưu đãi cho các doanh nghiệp châu Âu, và quan trọng hơn về một thế hệ lãnh đạo của giải đất hình chữ S, vì dân, vì nước, sẵn sàng mang tinh thần học hỏi, biến thành tiêu tiên tiến của thế giới, thậm chí đề nghị giúp đỡ trên tinh thần cùng có lợi để đưa đất nước giàu mạnh. Cụ thể, khi tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam Hà Lan do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan, Bộ Ngoại giao Hà Lan phối hợp tổ chức, Thủ tướng Phạm Minh Chính kêu gọi các doanh nghiệp Hà Lan yên tâm đầu tư vào Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, hai nước có mối lương duyên trong lịch sử. Trong 50 năm qua, Hà Lan đã có bước tiến rất dài, trải qua 3 giai đoạn phát triển, nông nghiệp và các nghề thủ công, công nghiệp gắn với đô thị hóa. Giai đoạn hiện nay là đổi mới sáng tạo gắn với đô thị thông minh. Về phần mình, trong 50 năm qua, Việt Nam từ một nước trải qua nhiều năm chiến tranh, cấm vận, đã tiến hành công cuộc đổi mới, đạt nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Ước tính đến hết năm 2022,
quy mô nền kinh tế đạt gần 400 tỷ đô la, thu nhập bình quân đầu người trên 4.000 đô la năm 2021. Quy mô thương mại khoảng 750 tỷ đô la, thuộc nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu về thương mại quốc tế. Trong 11 tháng năm 2022, Việt Nam đã kiểm soát tốt đại dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế, xã hội phục hồi và đạt nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Vốn FDI thực hiện đạt gần 20 tỷ đô la, cao nhất trong 5 năm qua. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 673 tỷ đô la, xuất siêu 10,6 tỷ đô la. Tuy nhiên, nền kinh tế Việt Nam vẫn có quy mô khiêm tốn, độ mở cao, sức chống chịu có hạn, nên một diễn biến nhỏ bên ngoài cũng tác động lớn tới trong nước. Mặt khác, nền kinh tế Việt Nam cũng còn một số vấn đề nội tại cần tiếp tục giải quyết. Cũng tại sự kiện, Thủ tướng dành nhiều thời gian phân tích về những nền tảng quan trọng để thúc đẩy hơn nữa quan hệ thương mại, đầu tư giữa hai nước. Theo đó, sau gần 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ hữu nghị và hợp tác tốt đẹp giữa hai nước không ngừng phát triển trên tất cả các lĩnh vực. Ngày càng đi vào chiều sâu, hiệu quả, thực chất dựa trên sự chia sẻ lợi ích toàn diện, thành quả hợp tác, tình hữu nghị được vun đắp. Thủ tướng nhấn mạnh, Hà Lan là nước có nhiều kinh nghiệm đầu tư tại Việt Nam. Hà Lan là nhà đầu tư lớn nhất trong số các quốc gia EU đầu tư vào Việt Nam, cũng là đối tác thương mại lớn thứ hai của Việt Nam ở châu Âu. Nhiều mặt hàng của Hà Lan rất quen thuộc với người tiêu dùng Việt Nam như bia Heineken, sữa của cái Hà Lan. Về phần mình, Thủ tướng cho biết, Việt Nam đã ký kết 15 hiệp định thương mại tự do với trên 60 nước, vùng lãnh thổ, trong đó có những thị trường lớn nhất trên thế giới. Việt Nam cũng giữ vững ổn định chính trị, an ninh, an toàn, an dân, có quan hệ đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác với các nước. Đây là yếu tố rất quan trọng với các nhà đầu tư. Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, Việt Nam vẫn là nước đang phát triển, nền kinh tế đang chuyển đổi, còn nhiều khó khăn, phải đối mặt với các vấn đề mang tính toàn cầu mà không nước nào có thể tự mình giải quyết, trong đó có vấn đề ứng phó với biến đổi khí hậu. Do đó, Việt Nam đề cao chủ nghĩa đa phương, đoàn kết quốc tế. Đồng thời, Việt Nam là nước đang phát triển, nhưng phải làm việc như các nước phát triển, nên Việt Nam kêu gọi cách tiếp cận đảm bảo công bằng, công lý trong ứng phó với biến đổi khí hậu. Cụ thể, Thủ tướng đề nghị các đối tác phát triển cho Việt Nam, các nhà đầu tư vào Việt Nam được vay vốn với lãi suất ưu đãi, công nghệ hỗ trợ, đào tạo nhân lực, quản trị và xây dựng, hoàn thiện thể chế, hỗ trợ Việt Nam xây dựng nền công nghiệp mang năng lượng sạch, phát huy được tiềm năng rất lớn về điện gió, điện mặt trời. Thủ tướng kêu gọi các doanh nghiệp Hà Lan yên tâm đầu tư vào Việt Nam, tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Tôi rất mong các nhà đầu tư Hà Lan thấu hiểu chủ trương của Đảng, Nhà nước, Chính phủ Việt Nam, từ đó rút kinh nghiệm từ các dự án đã triển khai, điều chỉnh những vấn đề cần thiết. Đầu tư thì có lúc lỗ, có lúc lãi, nhưng vì tổng thể có lãi là được. Chính phủ Việt Nam sẵn sàng chia sẻ với bạn những lúc khó khăn, cùng tháo gỡ các vướng mắc, tạo ra những thuận lợi về thủ tục hành chính, môi trường đầu tư. Nếu chúng ta thiện chí và quyết tâm, thì việc gì cũng có thể giải quyết được trên cơ sở hài hòa lợi ích, chia sẻ rủi ro giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân, Thủ tướng nói. Thời gian tới, với những nỗ lực, quyết tâm của hai bên và trên hết là tình hữu nghị bền chặt giữa nhân dân hai nước, Thủ tướng tin rằng hợp tác đầu tư thương mại sẽ tiếp tục là trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa Việt Nam, Hà Lan, đồng thời là động lực để đưa mối quan hệ đối tác giữa hai bên lên tầm cao mới. Cũng tại diễn đàn, Thủ tướng và các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết một số thỏa thuận, văn kiện hợp tác giữa doanh nghiệp, cơ quan hai nước, đặc biệt trong lần này. Học viện Nông nghiệp Việt Nam đã ký văn bản hợp tác với Viện Tạo giống cây trồng Đại học Wageningen, Hà Lan về chương trình hợp tác dài hạn trong đào tạo nâng cao nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống nghiên cứu và cung cấp giống cây trồng chuyên nghiệp cho Việt Nam nhằm phát triển ứng dụng công nghệ sinh học và chọn tạo giống cây trồng giá trị cao, ứng phó với biến đổi khí hậu. Ký với Hiệp hội Hợp tác Kinh doanh Nông nghiệp Hà Lan, Việt Nam thỏa thuận hợp tác đào tạo, đổi mới sáng tạo và thương mại hóa công nghệ. Ký với Tập đoàn Giáo dục Nghề Nông nghiệp Lentit của Hà Lan, thỏa thuận hợp tác về đào tạo thực hành nghề nông nghiệp thông minh cho hợp tác xã, doanh nghiệp và nông dân. Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Hà Lan, chiều ngày 12 tháng 12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có cuộc hội kiến với Hoàng hậu Hà Lan, Maxima. Tại buổi hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hà Lan.
vui mừng trước việc hai nước triển khai hiệu quả khuôn khổ đối tác chiến lược về biến đổi khí hậu và nông nghiệp bền vững, đẩy mạnh đầu tư thương mại, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực tiềm năng nhằm cùng hướng đến sự phát triển bền vững và ứng phó với các thách thức toàn cầu. Thủ tướng Chính phủ mong muốn Hoàng gia và cá nhân Hoàng hậu tiếp tục ủng hộ đẩy mạnh toàn diện quan hệ hai nước, cũng như hỗ trợ tài chính, chuyển giao công nghệ, giúp Việt Nam thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững SDG tại Việt Nam. Hoàng hậu Maxima hoan nghênh chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, bày tỏ ấn tượng trước những thành tựu tích cực về phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, nhất là về thực hiện các mục tiêu SDG, đánh giá cao việc Việt Nam triển khai chiến lược tài chính toàn diện quốc gia và khẳng định trên cương vị là đặc phái viên của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc về tài chính bao trùm sẽ tiếp tục hỗ trợ Việt Nam triển khai chiến lược tài chính trên. Thủ tướng Chính phủ cảm ơn Hoàng hậu Maxima vì những đóng góp quý báu hỗ trợ quá trình xây dựng chiến lược tài chính toàn diện quốc gia của Việt Nam. Mong muốn Hoàng hậu tiếp tục giúp tư vấn và huy động các nguồn lực hỗ trợ Việt Nam triển khai thành công chiến lược tài chính trên, cũng như huy động các chương trình hỗ trợ kỹ thuật giúp Việt Nam trong các lĩnh vực mới như chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, giáo dục tài chính, bảo vệ người tiêu dùng tài chính nhằm tăng cường các công cụ để triển khai chiến lược tài chính toàn diện một cách hiệu quả. Một đại diện lãnh đạo Hà Lan, Phó Thống đốc tỉnh Noord-Brabant đáp lại Thủ tướng Phạm Minh Chính bằng sự trân trọng và chân thành khi nói đổi mới đang diễn ra khắp mọi nơi. Ông Grootosten nhấn mạnh khu vực đang tìm cách tăng cường các mối quan hệ của mình ở Đông Nam Á. Việt Nam là một trong những quốc gia họ quan tâm nhất vì Việt Nam là một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất ở Đông Nam Á và giữa hai bên có cùng nhiều lĩnh vực có thể hợp tác thành công. Phó Thống đốc khẳng định sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với tỉnh Bình Dương và mở rộng hợp tác với các địa phương khác của Việt Nam. Chính ông cũng khuyến khích các doanh nghiệp của các tỉnh đẩy mạnh vào đầu tư Việt Nam trong các lĩnh vực thế mạnh như chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, thành phố thông minh. Còn Bộ trưởng phụ trách ngoại giao và hợp tác phát triển là Hà Lan khẳng định quan hệ thương mại hai nước đã có từ lâu nay, càng vững mạnh hơn hướng đến nền kinh tế phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Hai nước còn có nhiều điều phải học hỏi nhau và diễn đàn này sẽ mở đầu quá trình mang lại lợi ích cho cả hai bên. Lãnh đạo ở Bộ Nông nghiệp Hà Lan vui mừng nói rằng Hà Lan sẵn sàng là đối tác sáng tạo với Việt Nam trong nông nghiệp. Đúng là sự chân thành có sức mạnh lớn lao không thể đo lường được, bởi gần như sau khi nghe Thủ tướng Phạm Minh Chính chia sẻ, các chính trị gia Hà Lan và lãnh đạo doanh nghiệp nước này đều sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trên tinh thần càng hợp tác càng có kinh nghiệm, miễn là trên nguyên tắc lợi ích, hài hòa rủi ro, chia sẻ lợi ích giữa người dân, doanh nghiệp, nhà nước. Quý vị thân mến, thế giới đang đứng trước những vấn đề có tính chất toàn cầu nên cần kêu gọi đại đoàn kết quốc tế đề cao chủ nghĩa đa phương. Việt Nam ngoài tinh thần đó còn mang đến hình ảnh mới mà có thể trở thành biểu tượng cho nhiều quốc gia khác học hỏi. Thật may mắn khi trên giải đất hình chữ S hiện nay có được những nhà lãnh đạo có tâm, có đức, có tầm nhìn và lòng tự hào dân tộc như Thủ tướng Phạm Minh Chính. Chính những con người ấy đang chèo lái con thuyền Việt Nam vươn ra biển lớn một cách tự tin mạnh mẽ và dẫu có sóng cả cũng không ngã tay chèo. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.